Phụ kiện chó mèo bên em về rất nhiều mọi người nhá. Tấm quay này, 35x35 này. Hàng rất đẹp nhá, sơn rất là tốt. Một tấm này kèm 2 chốt. Nhà vệ sinh, chỗ cửa này, 3 màu này. Súp này, 3 vị đủ hết mọi người nhá. Kim tắt móng mèo này, phương huấn luyện này, sẻng thấm sâu thấm này, đó, bình xì bé này, xương này, kính này, kính này để chụp ảnh mình chất luôn, hạt khử mùi để rắc vào cát cho mèo, xịt vệ sinh đúng chỗ để huấn luyện chó mèo nhé, huấn luyện chó mèo đi vệ sinh. Bàn chải đánh răng, ba lô giờ rất nhiều mẫu mới rất là đẹp. Thiếu một cái giày cao su này, xúc xích này, túi vận chuyển ba size này, má này rất là rẻ nhá, bê mẹ đâu rất là nhiều. Biu Miu Siêu Men With Cat này. Thiếu bộ giày, thiếu một bộ. Ok, chào mọi người nhé.